Thưa quý vị, nhận thức được tầm quan trọng của nụ cười khỏe đẹp, sáng nay Nha khoa An Phước tổ chức chương trình Ngày hội niềng răng với chủ đề Hè tỏa nắng, cười tỏa sáng với sự tham gia của 200 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tân An. Khách hàng tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm công nghệ scan hàm 3D biết trước kết quả vô cùng hiện đại cùng những phần quà lưu niệm từ An Phước. Đặc biệt, khách hàng tham dự đang có nhu cầu niềng răng sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với một giải nhất, một suất niềng răng trong suốt hoàn toàn miễn phí trị giá 88 triệu đồng cùng với nhiều giải thưởng giá trị khác. Dịp này, Nha khoa An Phước cũng đã trao tặng 5 suất học bổng trị giá mỗi suất là 5 triệu đồng cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Tân An.